Bông tía chẳng, bê chỉ vật chuộp sọc cùng phê chui nẹ cầm bông rong tục rư nẹ tôn sao chỉnh dường. Chỉ vật chỉ sơ chạy chẳng ai bì sọc cầm nát một sẵn nơ tì bà chôm chôn rư sọc xa vì mình nghĩ sử dụng bọn màn tê. Hay ở vây đã can tay lũng bạc nụ cư ca một riêng tèng trọt đạp trọt đùa rù khoa mộc khoa kào chỉ đám. Chúng bố ca sẽ liệp bẹp vây nhưng mình lọ nâng kê anh tê khao áo mình lơ bị bây xâm rạp. Hãy phía tràn chia rộp bao chế chú. Ai bà mình xâm rạp tại thay bằng thay riêng kia màu. Bố khăn nông mùi mục vị chia trâu cho riêng mùi màu. Hãy đồng lại bàm rồi riêng. Hãy khăn nhóm riêng tàng ớt chùm nuôn bàm mục vị chia khăn nông mùi thường ngày. Chùm này ca hộp chọc với nhau hộp đảm bây bóng bắt ca sẽ khuyên. Miền bê khá đạch bay của miền đáy xa đồng rời ca chăm bạch rư trơ chùm này đòi mình bán. Đồng môn bì xe bê chất đo thang ngay ở bụng bà đai phía nhà lùi ao y hói co mình chong bạp bụ quạt phong đá. Miền tài su ọt trọng lếp tật mọt phạc tật rùa cho kênh tử. Ca chai vi bà chăm thang ngay mình ao y lơ bì bàm bòn riêng tê bốc sở rộp tiền riêng kra mau riêng khăn nông mau rốt. Riêng phía xa ông có lê tiết đại khăn ông mùi khai nhóm trời chậm này ọc tông mà phay mơn riêng. Tụi bây chìa miên ca tụi bất biệt nâng ri khám dạng nạc đầy bốn tay bê khá lá chai nâng tay mình gồm rưu trâm tay là mồm đau thang ngày hói cả rần này sau vinh gồm rô cát miên khả lạng nạ bà khai nà toa mình tên hói nâng sau tràn thang ngày tiết bàn nẹp tẹp nha áo khiêm trời chơi bốl mật phẹt chật kháng từ vinh từ mộng đô mà nẹ tại khi nhóm bất chìa bảo giác chấm bùa ca chai vi nâng mình nghịch chơi kê tê tụi bây chìa khi nhóm xin hạn nâng không bọt mẹn bốn tay mình bán hộp bài vọt lao đòi khu mê phía chán quan tài xông cả lái xin hạn nâng nâng phớ chìa công tôm khu nông bạc đi mềm trong bà rì vên vọt bằng nộp. Họ sẽ thật nơi cao ngang ca cục cổ rộp bọc bà cháy ạ thị ca vọt. Rồi bê miên xa mát chất thamay trở bắt đầu đầm nâng. Hói bà khăn ông ca rần này miên đầm rơi ca cầm lăng trở miên phía rạc chui chỉ đàm. Đảm bây cắt bằng thôi ca chậm này lưu mô hộp xâm rạp nhóm tăng tài dọc một bịp tè đài mà đáy nhà một chỉ riêng rõ khai. Hai mô hộp bằng nhóm nơi bê nụ cứ xiên chạp rõ hộp ổ trái xe bỏ lạ nâng mô hộp mùi chùm nguồn tiết đã ai đã xa tục ban dù thang ngay nâng nghe xe rô chùm ấn rưu ai hộp ban phim phim chỉ đàm mô hộp đã chăm thang ngay rõ bọc nhóm phía chăn cứ tên mô hộp kê lũ xe rạp chạp ban hộp ri ai đầm lấy có thu thay không mùi bếp trâu tinh xâm lo mùi mốc đầm lấy bàm rồi rìa là hồi miên bếp khá trâu hộp mà hộp sạp đài mặt đáy nhà mộc bì bùa ai chui sần xăm sần chai ban mùi chùm nụn đài mà hộp mùi mốc đài nhóm nơi tại trong trang mình plek nâng chia mà hộp bên nhì dùng xâm rạp mà nụ tu tơ vì miên rưu chất ngang miên protein của buông nghe sử dụng ân nâng miên đầm lại thọc nụ cư bóng tìa không mùi crop đầm lại trăm tại bay rơi riêng bằng nọ bóng tìa chia hai đặc khiêm cho chất bóng pot khiêm tăng tại hộp mình cram bay đông tê không mùi xa bạc đà ở với đài can tay bì xe từ tiết bê ban hộp chìa mùi tật dị yêu tay mà đông hai bụng nhóm ban bằng áp khi như lệnh thà hộp sạch tía rư sạch cổ đào xa đọc tật sĩ yếu miên rụt cổ bông tía mình trâm tại chân anh đang đầm lại thao thêm tiếng ai để xa tục ban dư mình nghỉ khôi tiệt hai nẻ lụa ban chùm ân sạp miên ngay khlác nông mùi crop khi ai hộp ban rồi hộp đo tại bì bê của miền đài viết ban khai tới chia mà hộp mùi mục đã thất nông ca trong trăm rồi bọc nhôm ai chui bấm bắt phép sạch liên nâng tố khăn ông rồi dạp bên môi bàn, môi phía thông xâm rạp nhạc miên chi vượt hiếp nâng miên cùng rật. Khi nhóm hộp mần mên, đồ mà cao tê cư nhật nhộm đầy xa trời chậm này xem xếng hộp bi chùm nôn cầm nắt chạy đàm. Khi nhóm nâng mật phẹ đầy xa nạ nơi khu tôm chật khăn nha miên bê khá hộp bài chung khăn nha từ tam cớm rưu ta mật phẹ khăn nha chân lạp rồi hai bây nẹ từ bàm nẹ hói ta anh ta dọc một hộp ruộm nẹ khá miên ni ai nẹ khá tiết miên nụ sở rộp tớ mình chê tích mục có mình chân anh một hộp khăn nông vọt bùn màn lòi ai ta chăm thang ngay ả tất rưu thang ngay chung xâm rạp bôn chít mà đông bà mình từ lý tia tích khi nâng mật phẹ ta anh ta từ nâng tăng nơi chất chất nụ đảm bây chui xùm rúa ca chùm này thay mà hộp khả đài ca hộp chọc bởi trăm tháng ngày cứ băng lơ ta à ha bí bê chi chùm bông đảm bây tại ai trọt trông chi vập hiệp mình nghe miên chùm này chùm nọc kháng kào nụ tê nâu bê đài khliên rưu chăng hộp bằng em vinh miên tài rây lôi khní ỏi ban chạp bí bí bón ria tâu bây bón ria lang tâu đòi bụng nhóm thơ bằng em hộp khuôn anh đảm bây ban bóng bên chết em đo riêng cái nụ bụi
dương thơ đòi cơ tại đam tật ấn lê sco so cho trọc bạch tật rồi chma rồi ẩm bơ mình tích rụt mốc đôm tật có đâm tật có ai là ẩn ẩn đã cho chỉ cả sạch tụ bây chỉ thoa mặt đa bần ta ẩm lòng bê nụ viê bật chỉ miên rụt chết ngang khăn nè hai bụng nhóm tay tại thơ hộp nông mùi khai mình gram bì đơn tật bây đơn tê miên bê khá nhóm gầm bông chi con trên bì riêng gram màu hai trời chlong cắt xa đại miên lụa đô chùm này chùm nọc hai khơn kê hộp mà đông che tại miên con chất tha hai đồ vầy kê nụ mình mẹn chỉ nhóm nghĩa mong đi dây bì mình vọt đỏ tây có miên mình khá là miên chìm phép xâm rùm rư bùm sơ chùm này riêng kia mong tràn bụ kê tay tay tật hộp bằng em nâng chùm này nia bê là nghiệt nơi ạp xa dạng rịt riêng mình chạm bạch kết ở với tràn hai tại bụ nhóm phía tràn chỉ cô nẹ kê kro hai mọc trọ đó riêng sốt đau rùm băng thang thì ngày nào mùi nâng dốc chùm này tự đo sài bà nhà hai chìm phép cửa xa mà nẹ trời riêng rùa nơi ai ca khliết ngay bị gồm cửa xa hộp khoa mộc khoa cao nâng trời chạy chặt chạy ca chạy viê chỉ đàm mình bên trong phở với tam tại chất nụ tê tụ bây chìa dạng nạc ở đây rùi chìa mà hộp tàng nụ bật chỉ chẳng anh nà mình thả bóng em xâm lo xong bây tay bóng tia tật trái tật xì yếu rư rõ bọc xem xên ai tại ai hộp ban đăng tại chẳng anh hoi mà hộp mình chết xoal nâng mình chết thuân toàn lời vì bố tại bức nhóm mình miên ở với hộp cực cồn đại ca hộp chọc đám bây tay bóng bắt ca sẽ khuyên rư hộp ở miên cầm lang ảnh rùa bần to cục xâm nâng ca ọt phong tu chìa hộp ở với có chẳng anh đai mình chạm bạch tại một hộp là ổ rưu một hộp thay nụ tê côn đầm lấy cực nha tăng tại bà thân nào rưu nơi bà cốp là sẽ đầy sốc hai trong ban chỉ vật mùi đã xâm bố sạp bài bị xe ca hộp cho cực cồn làm bây ai chân châm bấm bình tham một bộ nâng trò trung riêng cài bình tay mình mẹn cực nha ai hộp từ tam chùm nắng nụ tê nẹ khá miên à ha hộp cho hìa hồ tay hộp mình ban miên chùm ngư trời tòm rưu bà tích cam nâng chùm này à ha chỉ đàm chùm này nẹ khá tiết mình miên xông bây tay à ha bì bê hộp đàm bây tại rùa mình trong ban phong rộng mùi thang ngay ban trâm tay xâm rạp mùi ngay rộng bật khoa là nghiệt rộng là nghiệt khoa bật rộng mình chạy sọt các sân xăm sân chai rư các bất biên mình men chỉ rương ác rõ nụ tê ta ở với đài mình là ô cư ca chầm này chắc chìa đôi mình mưu pran hói thua ở với từ tam chất trong mình miên ca chặt chanh cho bà lùa quập bây bóng cao phép rì rì tam đài ai thua tật bàn cũng chăm to ta ở với là ô ớt cho bì bố tha dịch đây sọc bật bật cót ca chân bì khuôn dương chỉ nẹ bóng cao hói có chỉ nẹ bóng plan đài bà sân bảo dương cất khó tay bình tĩnh nẹ mà đài kì nhóm lẹ bong sẽ cái đây sọc ao nẹp xên su truam lủng bạ mà nẹ anh tớp chỉ cái đây sờ lạnh bật bật việc tham mà đai sưu hai nâng nghi yô na mà nụ phía tràn bàn đăng bì nì dùm mần nây đài nẹ tòa tùa biện ní tê đài lùm bà hai ca na khai khuôn chìa mà đai kê chìa bếl chạp đai miên tùm nụ khó trời căn tài tràn mần trâm tài chìa ca bò bù nâng bóng cát côn tê tài trời bê bạch thai rẻ xa ca bìa ọc rùm bà đò là ha nâng bà đò nơ xì kê đây sờ lánh chìa đàm thơ chìa mà đai trời miên bông vì hiê thoa hai trời thơ giảng na ở côn miên xì kê đây sọc nâng khai chìa mà nụ lò nơ thay anh ạc mà đại khi ông chia sẻ đây mà nè các con ông tập cô cứu xa con trai cắt chân miên chi một phía xăm rôm miên ở bông mà đại chỉ nè rọc xì miên bông và ôm rạp bay nè bro pram nè nâng sợi bay nè hai quát chỉ con tị buôn rút nơi ai khát cần đá quát mình đại ban rịch riêng không với chúng tông tê đòi xa với bro hai đập ram chân em cứ chỉ xã mai khám ai cửa hôm hai kê ban chùm lia chân ảo ý tử rút nơi đập bọn xem xên quát trâu rút bra bra bì krom kru xa ở bông mặt đai nâng bông bà ôn đà trâu chỉ dây ta chị ôm pu minh rồi bọc nhôm bàn bắt luôn không xả máy nung mình đăng slap đòi xa mua là hai đầu vây trầm lư kê tha ai slap rùa ọt bài phơ ca hua cầm lang rư trời kê dọc tơ xâm lạp khá bị chọc rồi bọc phải cửa hôm có đằng bông sợi rồi bọc quát có ban một ru nơi chỉ mùi mà đai minh nơi sọc muối không khai cầm bông spư châm này ai bông pro nâng bông pro ban từ ru nơi ai khát bắt đầm bông ẩm lòng bê ru nơi khai cầm bông spư quát ban chuộp nâng riêp ca chỉ mùi ở bục nhóm hai có bần to ru nơi khai cầm bông spư rồi hôn một đó sập ngày thì dây pin mà đai khi ông quát ai chia cầm sát khlang rương pra rư cầm priya bê có
ជីវិតរបស់គាត់កើតមកដឹងក្តីក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមត្រូវខ្លាយទៅជាក្មេងកំព្រាបាត់បង់ឪពុកម្តាយនិងបងប្អូនរហូតដល់4នាក់ក្នុងសម័យនោះក្រោយមកជីវិតរបស់គាត់ត្រូវបន្តបាត់បង់បងស្រីដែលរស់នៅតែ2នាក់បងប្អូននៅឯខេត្តកំពង់ស្ពឺនិងប្អូន នឹងបងប្រុសម្នាក់ទៀតរស់នៅឯខេត្តបាត់ដំបងបច្ចុប្បន្នគាត់សល់តែប្អូនប្រុសពៅម្នាក់គត់ហើយពូរបស់ខ្ញុំក៏បានរៀបការនិងមានប្រពន្ធមានកូនក្រោយពីបានមករស់នៅជាមួយម្តាយខ្ញុំ ដោយសារបានឆ្លងកាត់រឿងរ៉ាវទាំងនេះហើយទើបគាត់ជាមនុស្សម្នាក់មានមនោសញ្ចេតនាច្រើនអប់ក្រសាប់កូនកូនមិនចង់ឲ្យឃ្លាតឆ្ងាយទៅណាទេគាត់បារម្ភច្រើនខ្លាចច្រើនហើយចង់ឲ្យកូនកូនរស់នៅក្បែរគាត់ដើម្បីបានរស់នៅជុំគ្នាទោះបីជាក្រលំបាកយ៉ាងណាក្តីគាត់នៅតែពេញចិត្តទទួលយកហើយមិនព្រមឲ្យសមាជិកណាម្នាក់ចេញទៅរកស៊ីឬទៅធ្វើការនៅទីឆ្ងាយលើកលែងតែការរៀនសូត្រការមិនចេះអសរមិនមានជំនាញអ្វីច្បាស់លាស
ង់គ្រួសារបន្ថែមក្រៅពីចំណូលរបស់ឪពុកជាជាងសំណងអ្វីដែលខ្ញុំនៅចងចាំគាត់ពូកែធ្វើបង្អែមដែលមានរសជាតិឈ្ងុយឆ្ងាញ់ជាងអ្នកណាអ្នកណាក្នុងភូមិទោះបីអ្នកផ្សេងចេះធ្វើបង្អែមប្រភេទដូចគ្នាក៏ដោយនៅតែមិនអាចប្រៀបនឹងគាត់បានបង្អែមគាត់ធ្វើបានល្អបំផុតនោះគឺបង្អែមលតមិនត្រឹមតែមានរូបរាងទាក់ទាញទេសរសៃស្វិតក្លិនក៏ឈ្ងុយហើយរសជាតិវិញមិនបាច់និយាយដឹងតែឆ្ងាញ់ម្យ៉ាងគត់ហើយគ្មានអ្នកណាថាហូបហើយមិនសរសើរឡើយឲ្យតែពេលមានបុណ្យមានកម្មវិធីផ្សេងៗឬអ្នកស្រុកអ្នកភូមិមានរវល់តែងតែមកបង្គាត់ឲ្យធ្វើព្រោះតែរសជាតិឆ្ងាញ់ប្លែកពីគេទោះបីជាមុខរបរតូចតាចមែនប៉ុន្តែបានចំណូលខ្លះអាចចំណាយសម្រាប់ម្ហូបពីពេលហើយក៏អាចសល់ខ្លះសម្រាប់កូនកូនទៅរៀនដែរនឹងបានហូបបង្អែមដោយមិនបាច់ចំណាយប្រាក់ដោយសារវ័យគាត់កាន់តែចាស់ត្រូវទូលផងយួរផងដើរលក់តាមផ្ទះនឹងក្នុងមួយថ្ងៃបើគិតជាចំណាយវិញមិនក្រោម10គីឡូម៉ែត្រឡើយបូកថែមទាំងទម្ងន់និងកម្ដៅរបស់បង្អែមធ្វើឲ្យគាត់ចេះតែឈឺក្បាលនិងឈឺសន្លាក់ដៃឈឺសន្លាក់ជើងជាដើមចាប់តាំងពីខ្ញុំធំដឹងក្តីមកឃើញតែគាត់លក់បង្អែមលតនេះទោះបីជានឿយហត់យ៉ាងណាគាត់មិនដែលត្អូញត្អែរដាក់កូនកូនឬឪពុកខ្ញុំម្ដងណាឡើយលុះពេលគាត់ធ្លាក់ខ្លួនឈឺចេះតែឈឺក្បាលនឹងដងខ្លួនទើបបាននាំគ្នាដឹងរួចក៏បានធ្វើតូបឲ្យគាត់អង្គុយលក់ទល់មុខសាលាបឋមសិក្សានៅក្នុងភូមិវិញគាត់គឺជាមនុស្សម្នាក់ពូកែអត់ទ្រាំលាក់បាំងចាត់ចែងការងារនិងដឹកមុខគ្រួសារជាពិសេសធ្វើកិច្ចការអ្វីក៏ដោយតែងតែជួយធ្វើចាំមើលនិងតាមប្រាប់គ្រប់រឿងទោះបីបច្ចុប្បន្នកូនកូនធំអស់ក្តីហើយអ្នកខ្លះមានទាំងគ្រួសារថែមទាំងមានកូនទៀតផងក៏គាត់នៅតែបារម្ភតាមចាត់ចែងនិងខ្លាចកូនធ្វើអ្វីមិនបានដូចចិត្តគាត់ជាមនុស្សបារម្ភនិងគិតពីអ្នកដទៃជាជាងខ្លួនឯងមិនថាតែកូនចៅបងប្អូនឬសាច់ញាតិសូម្បីអ្នកផ្សេងក៏គិតពីគេជាងដែរគាត់សុខចិត្តលំបាកតែឯងមិនឲ្យអ្នកណាមកលំបាកជាមួយគាត់ពូកែកុហកណាគឺកុហកថាម៉ែមិនអីទេម៉ែមិនឃ្លានទេម៉ែមិនចូលចិត្តទេកូនយកចុះម៉ែហូបតែទឹកសម្លបានហើយទុកឲ្យម៉ែជាអ្នកធ្វើវិញម៉ែមិនអងងុយទេកូនគេងចុះម៉ែមិនហត់ទេកូនសម្រាកទៅម៉ែមិនសាំទេមិនពិបាកទេកូនអង្គុយសម្រាកចុះគ្រប់ពេលនៅជាមួយគាត់ខ្ញុំតែងតែលើពាក្យទាំងនេះពីមាត់គាត់ហើយគ្មានថ្ងៃណាដែលថាមិនយកខ្លួនមកបាំងឬការពារកូនកូនឡើយទោះបីជាពួកខ្ញុំព្យាយាមហាមគាត់យ៉ាងណាក៏ដោយម្ដាយខ្ញុំគាត់មិនចេះអង្គុយឬក៏ម្ដាយខ្ញុំគាត់មិនចេះអសមែនប៉ុន្តែគាត់ពិតជាស្រឡាញ់ការសិក្សាណាស់មិនដែលចង់ឲ្យកូនណាម្នាក់ឈប់រៀនឡើយគាត់សុខចិត្តរកប្រាក់តែម្នាក់ឯងក៏មិនឲ្យមកជួយរកដែរគាត់មិនដែលឲ្យដឹងថាចំពាក់បំណុលគេត្រឹមប្រាប់ឲ្យចាយសន្សំសន្ចៃឲ្យរាល់បញ្ហាគឺគាត់ជាអ្នកទទួលបន្ទុកដោះស្រាយចំណែកឯរឿងសប្បាយសប្បាយផ្ដាល់ឲ្យអ្នកដទៃគាត់ស៊ូគេងអប់ទុកតែម្នាក់ឯងក៏មិនហាប្រាប់ឲ្យអ្នកណាដឹងឡើយពីព្រោះគាត់ខ្លាចកូនកូនបានដឹងមិនសប្បាយចិត្តរៀនមិនចូលជាដើមទោះបីជាមុខរបរធ្វើស្រែប្តីធ្វើសំណង់ហើយគាត់ដើរលក់តែបង្អែមតាមផ្ទះមែនប៉ិតប៉ុន្តែគាត់អាចគត់ផ្គងកូនកូនបានរៀនទាំង6នាក់ហើយមានកូន3នាក់បានចប់មហាវិទ្យាល័យទៀតផងគុណតម្លៃជីវិតដែលរស់នៅលែងមានតម្លៃសម្រាប់ខ្លួនឯងហើយរាល់ការខិតខំប្រឹងប្រែងតស៊ូពុះពៀរការលំបាកធ្វើការទាំងយប់ធ្វើទាំងថ្ងៃធ្វើទាំងមានជំងឺគឺព្រោះតែកូនកូនជាអ្នកគិតពីអ្នកដទៃជាជាង
đào lẽ băng cướp giang đầm bay ở côn miếng nguồn ru nơi miền anh cột plus bang chia sẻ đây sờ lạnh bật rạc cát miền tại cáp đào ao mình tiêm tiệt top snow vậy lau sum trăng lẽ tục nông chất hỏi côn sum ở côn cướp brand miền sẽ đây sọc cứ cướp quan hỏi không biết là với đã ai bịa đôi rư có ai cắt lại ban đại ca trên bị bịa thả sạch bị chiêm nâng với group giang đó là con con đó không biết lẽ khan sống bay tay chỉ vật ca lẽ bằng ổ bật sạch nâng tập này dọc tập đô xin em nhỏ nhóm ai con con hỏi sẵn khâm thả nước ngay nào mùi ban khơi con khai chiều bục cô là o nó không sẵn cùng cho thơ rương là o là o nâng phát đo nâng cất đây sở lãnh đo mà nụ chung nguyên khuôn tụ bay chiêm mình ban phơ với chán bụng tay xông cùng ao nhẹ miên con sợ tập này chia bị xét nẹ mà đài.